Nóng, vaccine dịch tả lợn châu Phi được phép sử dụng rộng rãi trên cả nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các tỉnh căn cứ tình hình dịch tả lợn châu Phi, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi để phòng chống dịch bệnh tại địa phương, tổ chức lấy mẫu giám sát, đánh giá sau tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi. Ngày 24 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ tháng 11 năm 2019 đến nay, với sự hỗ trợ hợp tác kỹ thuật, chuyển giao khoa học, công nghệ, đặc biệt chuyển giao chủng giống virus sản xuất vaccine Dịch tả lợn châu Phi của các nhà khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, các doanh nghiệp cơ quan chuyên môn thú y của Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, sản xuất thành công, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng vaccine dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2022 đến nay, đã có hai loại vaccine dịch tả lợn châu Phi do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nghiên cứu sản xuất và avac asf live do công ty cổ phần avac việt nam nghiên cứu sản xuất để đăng ký và cấp giấy chứng nhận lưu hành theo đúng quy định của luật thú y các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc tế đối với vaccine thú y để chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu phi an toàn hiệu quả bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ngành chính quyền các cấp của địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của đảng nhà nước quy định của luật thú y các văn bản hướng dẫn thi hành luật thú y và xem xét quyết định việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu phi theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi để phòng chống dịch bệnh tại địa phương, tổ chức lấy mẫu giám sát, đánh giá sau tiêm phòng vaccine. Lưu ý trong quá trình triển khai tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi, có thể các đàn lợn của địa phương đã nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi thực địa và các mầm bệnh khác nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nên khi đàn lợn được tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi rất có thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết hoặc buộc phải xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh theo quy định. Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco và công ty cổ phần Avac Việt Nam trong việc triển khai sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Các địa phương báo cáo kết quả sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi nếu có, cũng như kịp thời có văn bản phản ánh đầy đủ, chính xác những khó khăn, vướng mắc đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Thú y để phối hợp xử lý. Đối với Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và Công ty Cổ phần Avac Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng vaccine dịch tả lợn châu Phi theo nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu lực theo đúng quy định các doanh nghiệp chịu trách nhiệm kiểm nghiệm chất lượng toàn bộ các lô vaccine dịch tả lợn châu Phi sản xuất trước khi đưa vào kinh doanh, sử dụng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp gửi mẫu vaccine tới Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú Y Trung ương 1 thuộc Cục Thú Y để kiểm tra chất lượng đủ ít nhất 10 lô vaccine sản xuất liên tiếp. Các doanh nghiệp hướng dẫn các địa phương về tiêu chí kỹ thuật, lựa chọn lợn đáp ứng điều kiện để tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, chủ động tiếp tục thực hiện giám sát chất lượng vaccine và chịu trách nhiệm về chất lượng vaccine khi cung ứng trên thị trường có kế hoạch ứng phó, sẵn sàng khắc phục trong các trường hợp rủi ro không mong muốn xảy ra khi sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi. Hai doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế và các đơn vị liên quan để tổ chức nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả của vaccine dịch tả lợn châu Phi trên các đối tượng lợn khác nhau và độ tuổi khác nhau, độ ổn định và kéo dài thời hạn sử dụng vaccine đối với cục thú y, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu cục chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đối với các địa phương, các doanh nghiệp trong việc kiểm soát chất lượng sử dụng vaccine dịch tả lợn châu phi. Phối hợp với các chuyên gia quốc tế, nhất là chuyên gia Hoa Kỳ để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi cho các đối tượng lợn khác, lợn nái, lợn đực giống ở các lứa tuổi khác nhau, tổ chức nghiên cứu đánh giá sử dụng vaccine tại thực địa. Theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là những vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi thương mại đầu tiên được cấp phép lưu hành, đặc biệt trong bối cảnh sau hơn 100 năm qua chưa có vaccine thương mại trong phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi được cấp phép trên thế giới. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện và cho kết quả như sau. Cục Thú y và các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp tổ chức giám sát chất lượng, giám sát sử dụng 600.000 liều vaccine trong điều kiện chăn nuôi thực tiễn tại Việt Nam. Kết quả đến tháng 7 năm 2023, tổng cộng đã có hơn 650.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát chất lượng đạt 100%, sử dụng an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Lợn tiêm phòng đều khỏe mạnh và sinh trưởng bình thường. Tỷ lệ lợn được tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể cao, đạt trung bình trên 95%. Theo đề nghị của một số quốc gia, Việt Nam đã hỗ trợ, cử chuyên gia và phối hợp tổ chức tiêm phòng các vaccine dịch tả lợn châu Phi nêu trên. Cụ thể, vaccine Navet ASFVAC của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco đã được sử dụng tại Cộng hòa Dominicana cho kết quả tốt. Vaccine Avac ASF Life của công ty cổ phần Avac Việt Nam đã được sử dụng để tiêm cho các đàn lợn và đánh giá thận trọng tại Cộng hòa Philippines và đã công bố kết quả đánh giá vaccine đạt an toàn. 100% lợn được tiêm vaccine Avac ASF Life có, có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể. Hiện nay, các cơ quan thẩm quyền của Philippines đang thúc đẩy để các doanh nghiệp của nước này khẩn trương hoàn tất các thủ tục đăng ký nhập khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam. Theo đánh giá độc lập của đoàn chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào tháng 4, tháng 5 năm 2023, dựa trên các kết quả nghiên cứu sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, cấp phép lưu hành và giám sát sử dụng vaccine tại Việt Nam, đã khẳng định kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam tương đồng với kết quả nghiên cứu của phía Hoa Kỳ việc tổ chức đánh giá kiểm soát chất lượng vaccine dịch tả lợn châu phi vô chủng an toàn và hiệu lực của việt nam phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc tế trong đó có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vaccine do các nhà khoa học xây dựng và đã được trình lên tổ chức thú y thế giới để xem xét thông qua